có ý nghĩa, nó rất là thiết thực với, và đi sâu vào, nó thực hiện, nó xuất phát từ trái tim của mỗi người. Em rất mong là hành trình sẽ đến với sư đoàn nhiều hơn. Sách lắm mà thời gian cũng không có nhiều cho nên cũng tìm hiểu về sách cũng nhiều lắm. Chúc các anh em đi lính cùng với em là các anh em nhập ngũ năm 2018 hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Khi giấc mơ của mình không làm cho mình sợ thì giấc mơ nó chưa đủ lớn. Chỉ có thông qua tri thức chúng ta mới làm giàu được bản thân mình, có thể tiền bạc, có thể danh tiếng, có thể tất cả những cái điều khác các bạn thấy đó, nhưng nó không ở lại với mình. Bởi vì nếu như nó không có nền tảng của tri thức, không có nền tảng của nhận thức, những cái gọi là ý thức về xã hội thì nó sẽ không ở lại với chúng ta. Nhưng nếu như tất cả những điều đó nó đến từ việc là nền tảng, bạn có tri thức, bạn có đọc sách, bạn biết được những cái giá trị nào là quý báu, thì cái điều đó nó sẽ tồn tại với chúng ta mãi mãi. Một cái dân tộc mà đầy những cái năng lượng trẻ kèm với ý thức, kèm với tri thức, kèm với ý thức tự giác phát triển bản thân thì nó sẽ là nguyên tắc rất là mạnh mẽ. Những cuốn sách này thực sự là nó sẽ giúp cho các bạn, để các bạn có thể có sự tự tin và có kiến thức. Và không thể nào chúng ta có thể làm những việc lớn hoặc suy nghĩ lớn hoặc thành công lớn mà chúng ta không đọc sách cả. Cho nên Hằng My rất là hy vọng các bạn hãy đọc những cuốn sách này. Văn hóa đọc của một đơn vị quân đội giúp anh em giải trí trong ngành giờ nghỉ ngày nghỉ. Cả thứ hai đây là mình cùng ngành để xem qua cái tóm tắt cái nội dung. Đây sẽ là những cái nội dung chính để định hướng cho các bạn trẻ về đặc thù của sư năm là cán bộ chiến sĩ rất trẻ. Sau 2 năm nghỉ của quân sự thì họ sẽ có nhiều cái bỡ ngỡ trong việc xác định chọn nghề, chọn ngành. Chúng mình cho rằng đây có thể là một cái góp thêm cái định hướng để cho tuổi trẻ có cái động lực phát triển. Không những là sau này mà ngay cả trong lúc này anh em đọc suy ngẫm, và chính đây là thời gian tốt nhất để các bạn đọc và suy ngẫm. Mình cho mình gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và công ty tập đoàn Trung Nguyên đến với sư năm. Trách nhiệm cá nhân của mình để cố gắng giới thiệu quảng bá 5 bộ sách này đến 100% cán bộ chiến sĩ theo quy định về hoạt động sách báo trong quân đội nhân dân Việt Nam.